Điện thoại kia của bố đâu mẹ? Trên tràn á. Xuống chơi bà. Nào. Sao mình đâu? Nào nhà cơ. Xuống chơi bà. Nhưng mà mang xem cơ. Lấy điện thoại của bố trên trần. Bố mắng nghe. Ờ là sao? Sáng con xem rồi, xem vừa thôi. Đúng chơi bà. Không xem cô Thủy Anh dậy chưa, sao đi cô Thủy Anh.